Xin chào các bạn, mình tên là Võ Văn Nguyên, hiện tại mình 16 tuổi và đang học lớp 11 tại trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh thành phố Đà Nẵng. Thì như 2 ngày vừa rồi các bạn đã biết là bão số 9 hay còn gọi là bão Mola đã vào Đà Nẵng 2 ngày 28 và 29 tháng 10 vừa qua. Nhờ những biện pháp phòng tránh kịp thời của thành phố như là di dời người dân ở những khu vực nguy hiểm vào những khu vực an toàn hơn, hay là cho tàu thuyền cập bến ở nơi an toàn, cho học sinh nghỉ học trong vòng 2 ngày và yêu cầu người dân hạn chế ra đường mức tối thiểu khi không cần thiết. Bản thân mình và gia đình cũng đều đã chấp hành nghiêm chỉnh trong hai đợt dịch Covid và bão vừa rồi. Và nhờ những chỉ định của thành phố như vậy thì thành phố chúng ta đã giảm được những thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Là một thanh niên của thành phố thì mình cũng mong được góp một phần vào việc xây dựng và phát triển thành phố sau những đợt dịch và bão như vừa rồi. Hôm nay thì mình rất vui khi được đại diện thành phố Đà Nẵng tham dự hội thảo trực tuyến thế giới về ngày của các thành phố thế giới ngày 31 tháng 10 vừa qua. Thì để nói về thành phố Đà Nẵng của chúng ta và những tác động của Covid đã ảnh hưởng đến thành phố của chúng ta như thế nào và các biện pháp mà thanh niên và các biện pháp mà thanh niên Việt Nam chúng ta đề ra để giải quyết vấn đề đó. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về ngày của thế giới vừa rồi thì các bạn có thể truy cập vào website ở bên dưới và đón xem những gì mà mình có thể gửi gắm đến các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe phần trình bày của mình. Miền Trung có lệnh.